Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái từ khó đọc nhất trong tiếng Anh nha. Các bạn lưu ý, trong tiếng Anh có rất là nhiều từ khó đọc, ví dụ như là trong y khoa, trong hóa học, trong vật lý, vân vân. Nhưng mà hôm nay mình chỉ hướng dẫn các bạn những cái từ phổ biến nhất, thông dụng nhất trong đàm thoại hàng ngày thôi nha. Cái mục đích mà mình làm bài này cho các bạn á là thứ nhất, mình muốn các bạn không có còn đọc sai những cái từ này nữa và cái mục đích thứ hai là mình muốn các bạn luyện tập những cái từ này do những cái từ này khó đọc cho nên các bạn luyện tập từ từ thì cái miệng của bạn nó sẽ dẻo hơn và khi các bạn gặp những cái từ khó thì các bạn sẽ nói nó trơn tru hơn cho nên cái việc mà các bạn cần làm trong cái bài này là lặp đi lặp lại càng nhiều càng tốt những cái từ này các bạn không có dùng những cái từ này cũng được, nhưng mà các bạn phải lặp đi lặp lại cho cái miệng của bạn dẻo, cho các bạn quen với những cái từ khó thì mai mốt gặp những cái từ dễ thì các bạn sẽ nói được nó trơn tru hơn nha. Rồi, bây giờ chúng ta vào cái từ đầu tiên nha. Cái từ thứ nhất, cái từ này chắc là ai cũng biết rồi, nhưng mà quan trọng là các bạn phải đọc làm sao cho nó chính xác nha. Các bạn phải đọc là question. Cái từ này có nghĩa là hỏi hoặc là câu hỏi. Question. Mình phiên âm cho các bạn xem á. Các bạn đọc là quét giống như là tiếng Việt nha. O, E, T, O, et. Các bạn đọc là quét xong rồi xì ra. Quét s, quét s. xong rồi trên Không phải là chành mà là trên chờ cái chữ chờ trong tiếng việt nhưng mà các bạn nói cho nó mạnh một chút chờ trần quest trần question 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 tôi có một câu hỏi cho bạn I have a question for you. 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 Cái chữ I have a thì các bạn nói I have a, I have a question for you. I have a question for you. hoặc là tôi không còn câu hỏi nào nữa I have, no I have no more question 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 rồi bây giờ chúng ta qua cái từ tiếp theo nha từ này nó có nhiều nghĩa. Cái nghĩa đầu tiên là vuông, hình vuông. Cái nghĩa thứ hai nữa là quảng trường. Chữ này chúng ta đọc là square. 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 O e o e. Square. Nhưng mà trước đó các bạn xì ra một cái thì nó sẽ ra là square 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 I like square nails. Tôi muốn móng tay hình vuông. I like square nails. I like square nails. Cái câu này bạn nào làm neo chắc là biết rồi ha. Tại vì cái câu này mình đã lặp đi lặp lại rất là nhiều lần ở những bài trước rồi. Rồi, tiếp theo, chữ con sóc. Cái chữ này hơi khó đọc nha. Các bạn đọc là squirrel hoặc là squirrel. Rồi, mình sẽ đọc từ từ. S quế đó quế u i a u Quế, xong rồi rồ. Cái chữ rồ, đừng có nói mạnh quá nha. Đừng có nói là rồ. Mà các bạn nói rồ. Squirrel. Quế, rồ. Squirrel. 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 Rồi, nếu mà các bạn không có đọc được như vậy, thì các bạn có thể đọc là Squirrel. Quá Squirrel Các bạn đừng có đọc quá mạnh quá nha Các bạn nói Squirrel 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 Tôi ghét sóc lắm Các bạn nói I hate squirrels I hate Không phải là hate Mà là hate hate là ghét. I hate squirrels. I hate squirrels. I hate squirrels. Rồi chữ quần áo. Các bạn đọc là cloth. Cloth. Ở đây nó có thêm S nữa. Thì là số nhiều. Cho nên các bạn sẽ đọc khó hơn nha. Các bạn đọc là clothes đó sau cái chữ th thì các bạn xì ra một cái các bạn nói clothes 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 nó hơi khó và cái điều đáng mừng đó là người bản xứ người ta thường không có đọc như vậy người ta sẽ đọc là clothes xong rồi xì ra luôn không có đọc close đó trong từ điển người ta có thể nói close nhưng mà đối với người bạn xứ người ta lười lắm người ta không có thích nói như vậy tại vì nói như vậy thì người ta không có nói chuyện nhanh được cho nên người ta sẽ nói close đó cho nên từ sau khi mà gặp cái chữ này các bạn chỉ cần nói close xong rồi xì ra Close. close 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 rồi tương tự chúng ta có cái từ tháng các bạn đọc là month 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 đó cũng tương tự với lại cái chữ clothes thì các bạn không có đọc th nữa mà các bạn đọc là mens men Month, xong rồi xì ra nhưng mà các bạn lưu ý nha đối với cái chữ close hay là mens khi mà các bạn gặp số nhiều là nó có cái chữ s thì các bạn mới nói như vậy thôi nhưng mà nếu mà cái chữ close nó không có cái chữ s thì các bạn phải đọc cho nó đàng hoàng nha các bạn đọc là clothes. Đối với cái chữ tháng thì các bạn đọc là month. Nếu mà nó có s thì các bạn đọc là months. Rồi đến cái chữ này có nghĩa là xong hoặc là qua đi qua, Đó. thì các bạn đọc là through. Hơi khó nha. Through. Through. True. nhưng mà đối với người bản xứ nếu mà nói như vậy thì nó cũng hơi khó quá nó khó khăn thôi chứ không phải là người ta nói không được nha người ta sẽ nói true giống như là giờ rule thì người ta sẽ nói true 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 cái chữ đầu tiên á cái chữ thì các bạn nói giống như là giờ và gì nó like với nhau thì các bạn nói true 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 chúng ta chưa có xong đâu we're not true yet we're not true yet rồi khi mà bạn gọi điện thoại cho ai á xong rồi bạn nói á là cho tôi gặp cái ông gì đó đi thì người ta sẽ nói tôi sẽ chuyển qua cho bạn nói chuyện với ông đó nha tôi sẽ chuyển cái đầu dây qua cho bạn nha thì người ta sẽ nói i'll pass you through i'll pass you through i'll pass you through rồi cái từ tiếp theo cái từ này có nghĩa là cái bàn thì cái này nhiều bạn biết rồi, nhưng mà cái chữ này nếu mà thêm S vào thì nó sẽ hơi khó đọc nha. Một từ thì các bạn sẽ nói là desk, desk. Nhưng mà nếu thêm cái chữ S vào thì các bạn sẽ nói desks, desk, đó. Trước cái chữ K các bạn thêm cái chữ S, và sau cái chữ K, các bạn cũng thêm cái chữ S nữa. Tức là xì hai lần. Desks. 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 Các bạn lưu ý nha. Mấy cái từ này thì các bạn đã biết rồi. Nhưng mà cái điều quan trọng là các bạn làm sao đọc cho nó chuẩn và tập làm sao đọc cho nó dẻo miệng nha. Rồi, cái từ tiếp theo. Hỏi xin một cái gì đó. Các bạn nói ask at xong rồi xịn cái xong rồi tới cái chữ k nó cũng tương tự với là cái chữ desk hồi nãy nha thì bây giờ chúng ta nói cái chữ này ask 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 ask, ask. ask. nhưng mà thêm cái chữ s vào thì các bạn nói asks 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 nhưng mà khi các bạn bỏ vào trong câu á các bạn nói một câu liền với nhau thì cái chữ k đó các bạn không có cần nói nữa các bạn nói she asks if I like it. Cô ta hỏi là tôi có thích hay là không? She asks if I like it. Đó. Nếu mà đọc như vậy á, thì nó sẽ hơi rườm rà, nó sẽ hơi lâu. Cho nên người bản xứ thường người ta sẽ nói She asks if I like it. Bỏ luôn cái chữ K nha. She asks if I like it. She as 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 if I like it. Rồi các bạn nhớ luyện đi luyện lại những cái từ và những cái câu này cho nó nhuần nhuyễn nha Làm sao cho nó quen với là những cái từ này Thì khi mà các bạn gặp những cái từ khác Thì các bạn sẽ nói trơn tru hơn Rồi cái từ thư viện Các bạn nói Library 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 đó đó là một cách nha cái cách đó thì nó cũng hơi rườm rà cho nên khi mà người bản xứ người ta nói á người ta sẽ bỏ luôn cái chữ r thì người ta sẽ nói library lái xong rồi người ta sẽ bậm miệng lại lái xong rồi rì library 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 rồi số thứ tự thứ tư là fourth đó số bốn bình thường thì các bạn đọc là four hoặc là nếu mà các bạn đọc theo giọng mỹ là nhưng mà thêm cái chữ th vào thì đó là số thứ tự giống như là thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư đó rồi các bạn đọc lại nha fourth, fourth, fourth nhớ là phải có cái chữ th ở đằng sau đây là lần thứ tư tôi nói với bạn rồi This is the fourth time I told you. This is the fourth time I told you. This is the fourth time I told you. Khi mà bạn nói cái từ này trong câu á thì các bạn cũng có thể bỏ luôn cái chữ th hát Tại vì nó rườm rà quá, nó phức tạp quá, nếu mà các bạn bỏ đi người ta vẫn hiểu thôi, nhưng mà sẽ giúp cho các bạn nói một cách trơn tru hơn. Nhưng mà cái việc mà các bạn cần làm trong bài này là cố gắng làm sao đọc cho nó rõ nha. This is the fourth time I told you. This is the fourth time I told you. Rồi. Số thứ tự là số 5. Các bạn nói fifth. Đó, cái đó là mình nói cho các bạn dễ hình dung nha. Nếu mà các bạn nói bình thường là fifth. Fifth xong rồi phì ra cái, xong rồi tê hát một cái nữa. Đó. Fifth. fifth. Hơi rườm rà, hơi phức tạp đúng không? Fifth. Đó. Đang nói fifth. Xong rồi các bạn lè lưỡi, Chắn hơi nó một cái. Fifth. Đó. Fifth. Nhớ chắn nhưng mà phải cho một cái luồng hơi nó ra từ cái miệng của mình nha. Fifth. Đó. Các bạn thấy mình nói cái chữ TH vẫn có một cái luồng hơi từ trong miệng của mình đi ra nha. Rồi. Hôm nay là ngày 5 tháng 5. Today is the 5th of May. 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 Today là hôm nay. Is là là. The 5th of th -th -th May. 5th, xong rồi phì ra cái, xong rồi nói th. -f. Đó là các bạn nói âm nha. Today is the 5th of May. 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 Rồi, số 12. Các bạn đọc là 12. 12. Rồi, bây giờ mình sẽ tách ra nha. Ban đầu là chúng ta có cái chữ tờ thì các bạn nói t, t. không phải là tờ mà là t. rồi cái phần thứ hai là oil o e o l các bạn nói oil oil đó là oil 12 rồi sau đó sẽ có cái chữ F. Các bạn phì hơi ra Thì các bạn nói 12 12 12 12, 12 mình biết là những cái từ này các bạn biết rồi, nhưng mà cái điều quan trọng là các bạn phải nói làm sao, phải tập làm sao cho các bạn nói cho nó chuẩn hơn nha. Rồi, số 20. Twenty. 20, 20. Rồi, mình phân tích nha. T, thì nó giống như là cái chữ hồi nãy nha. T, xong rồi, oen twenty twenty. Xong rồi, thì. Thì các bạn nói, twenty. 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 Nếu mà các bạn muốn đọc theo dòng Mỹ á, thì các bạn nói, twenty. 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 Rồi, cái tủ lạnh các bạn đọc là refrigerator re free các bạn lưu ý á, là tới cái chữ rí các bạn đừng có kéo dài cái chữ y ra nha các bạn nói rí đó các bạn nói cái chữ rí ngắn thôi đang nói rí giữa chừng xong rồi các bạn chặn hơi nó lại các bạn nói refrigerator re free re free re free generator refrigerator 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 không phải là refrigerator mà là refrigerator 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 refrigerator, refrigerator, refrigerator. Rồi món ăn tráng miệng dessert, d, z, -d, 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 d. Các bạn đừng có nói là -y d e d quyền d -y. mà các bạn nói cái chữ d bằng cái đầu lưỡi nha. Đi. không phải là đầy mà là đi. xong rồi giờ đi giờ đi, giợt, đi giợt. rồi cũng cái chữ này nhưng mà nó có nghĩa là sa mạc thì các bạn sẽ đọc là desert đé desert nhớ nha cái chữ này nếu mà các bạn đọc là desert thì nó có nghĩa là món ăn tráng miệng. Còn nếu mà các bạn đọc là desert thì nó có nghĩa là sa mạc. Mình đọc lại nha. Desert là cái chữ hồi nãy. Bây giờ là desert. 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 Rồi, sô-cô-la. Các bạn đọc là chocolate. Choc. Các bạn nói cái chữ chó giữa chừng thì các bạn ngưng hơi nó lại. Hoặc là các bạn nói cái chữ choc cũng được. Choc. Xong rồi. K. Choc. K. Xong rồi nói Lật. Chocolate. Có hai âm thôi nha. Ở giữa hai cái âm đó nó bị phân cách bởi cái chữ k. Rồi, các bạn đọc lại nha. Chocolate 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 đó mình nhắc lại nha mình biết là các bạn biết cái từ này rồi nhưng mà cái điều quan trọng là các bạn phải đọc đi đọc lại phải luyện làm sao cho nó nhuần nhuyễn mới được nha rồi cái từ này có nghĩa là tiện là thoải mái các bạn đọc là comfortable Come xong rồi, phì hơi rang cái, không phải là come for table nha, mà là come nó đang nói cái chữ come giữa chừng. thì các bạn phì hơi ra, phì ít thôi nha. Hồi nãy mình phì ra cho các bạn dễ hình dung thôi, các bạn phì ít thôi. Các bạn nói là comfortable, bồ. nhẹ thôi, comfortable. Comfortable, comfortable đó rồi nếu mà các bạn nói tôi không có cảm thấy thoải mái. I don't feel comfortable, I don't feel comfortable, I don't feel comfortable rồi nhưng mà các bạn lưu ý một điều nếu mà các bạn muốn nói nhanh nói cho nó tự nhiên cái khúc mà các bạn phì hơi ra các bạn bỏ luôn nha các bạn không có nói comfortable mà các bạn nói comfortable được rồi I don't feel comfortable I don't feel comfortable I don't feel comfortable nhưng mà trong bài này thì mình khuyến khích các bạn nói làm sao cho nó có cái chữ f, phì hơi ra ở giữa nha tại vì hôm nay chúng ta luyện phát âm cho nên các bạn cố gắng nha rồi các bạn đọc lại nguyên cái câu này nha I don't feel comfortable I don't feel comfortable I don't feel comfortable rồi tới cái chữ phân tích các bạn đọc là analysis 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 không có đọc là analysis mà là analysis 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 cái phân tích của bạn không có chính xác your analysis is not accurate cái chữ chính xác là accurate accurate your analysis is not accurate. Your analysis is not accurate. Rồi, mang cái tính chất logic. Thì các bạn nói logically. Logic. Xong rồi, Logically. 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 logically logically không phải là logically mà là logically 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 but look at this logically nhưng mà hãy nhìn vào cái vấn đề này một cách logic đi but là nhân nha but look at this logically Look at this logically. Rồi, cái chữ này nhìn có vẻ là nó hơi khó đọc. Cái từ này nó có nghĩa là đàm, đờm ở trong cổ họng của mình á. Các bạn đọc là phlegm. Phờ, lem. flame, flame. Rồi, cái bài học của ngày hôm nay đến đây là kết thúc và mình xin chúc các bạn học tiếng Anh càng ngày càng tiến bộ nha. Và các bạn lưu ý á là đối với cái bài này thì các bạn nhớ lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Các bạn tập làm sao cho các bạn nói cho nó nhuần nhuyễn những cái từ này thì khi mà các bạn gặp những cái từ dễ thì các bạn sẽ nói nó sẽ trơn tru hơn. Rồi, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo nha.